Tiếng Trung Bạch Dương xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình học tiếng Trung giao tiếp theo giáo trình Hán ngữ 3. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp sang bài số 8 trong giáo trình này. Tiêu đề bài học là Ủa tự nhiên chiêng xoay khoai lở. Ủa tự nhiên chiêng xoay khoai lở. Kính của tôi bị ngã hỏng mất rồi. Mời các bạn cùng tham gia bài học nhé. Như thường lệ, trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu từ mới của bài học hôm nay. Các bạn hãy mở trang 121, 122 trong giáo trình Hán ngữ 3 ra và chuẩn bị sẵn vở và bút viết để chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đọc một lần từ mới. Các bạn cùng đọc theo mình. Cho, xỉ, bì, yếu hoa, phăng tạ, bê, công phân, chai đỡ, thông, chỉ, sư cụ, trọng, yển chinh, bía thí lọ, tảo mấy, xoay chiêu, tiêu, đi sang, sang ban, xa ban, bảo trọng, chân sổ, quy tử, giao chẳng, dung chỉ, chủ yếu, nguyên yên, chứ y, yến chỉ, cản khoai, pha trọn. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm từ mới của bài học hôm nay. Thứ nhất, chúng ta có động từ trò. Trò ở đây có nghĩa là chụp ảnh. Ngoài ra, có cách diễn đạt khác là gì các bạn còn nhớ không? Đó là gì nhỉ? Trò xiang hoặc là pai trò. Ví dụ, tôi rất thích chụp ảnh, của hấn xỉ hoan, pai trò. Từ mới số 2, xỉ, có nghĩa là rửa, vùng ngoài cái nghĩa là rửa sạch bằng nước, ví dụ như là xí sổ, xí y phủ mà chúng ta đã học, thì xỉ hôm nay còn có nghĩa là rửa ảnh, xỉ cho phiền, có nghĩa là rửa ảnh các bạn nhé. Từ mới số 3, pi, pi ở đây là nhắm đóng. Ở phần từ mới trọng tâm, mình sẽ phân biệt một chút với các bạn với động từ quan. Từ mới số 4, yếu hỏa ở đây có nghĩa là tranh sơn dầu. Từ mới số 5, phang tả, phóng to. Và kết hợp với từ mới số 6, chúng ta có phóng to gấp đôi là phang tả ý bầy. Chúng ta cũng có thể nói phang tả liền bầy cũng là phóng to gấp đôi. Nhưng phóng to gấp 3 thì chúng ta nói bình thường phang tả san bầy. Từ mới số 5 cũng có thể kết hợp với từ mới số 7, chúng ta nói cụ thể phóng to 5cm sẽ là gì các bạn? Phang tả ủ cung phân, phang tả ủ cung phân. Từ mới số 8, cha tỉa hoặc cha y tỉa. Suýt nữa, ở phần từ mới trọng tâm, mình sẽ giảng kỹ cách sử dụng của từ này. Chúng ta đến với từ mới số 9, động từ phong. Phong ở đây có nghĩa là va đập, va chạm phải cái gì. Ở phần từ mới trọng tâm, mình sẽ giảng kỹ hơn cho các bạn từ này nhé. Từ mới số 10, chỉ, ở đây là lượng từ vụ, kết hợp với từ mới số 11, một vụ tai nạn, y chỉ sư cụ. Và các bạn có biết một vụ tai nạn giao thông sẽ nói thế nào không? Giao thông là treo thông, vậy một vụ tai nạn giao thông sẽ là y chỉ treo thông sư cụ. Từ mới số 12, trọng, trọng ở đây có nghĩa là cả tròn. Ở từ mới trọng tâm chúng ta sẽ được học kỹ hơn. Từ mới số 13, yển chỉnh là kính mắt. Và các bạn lưu ý là chúng ta nên cẩn thận phân biệt với từ mắt. Mắt thì phát âm gần giống như từ chỉnh, có thể đọc ở thanh nhẹ, yển chỉnh, và chữ Hán cũng khác. Từ mới số 14, bía thí lò, đừng nhắc nữa. Thì từ này cũng tương đương gần với từ bía xua lò. Đừng nói nữa, đừng nhắc nữa, tôi không muốn nghe là gì. Bía thí lò, ủa bùi chẳng thiêng. Từ mới số 15, tính từ tỏ mấy là đèn đổi, có thể kết hợp với phó từ chỉ mức độ như hấn tỏ mấy là rất đèn đổi. Từ mới số 16, xoay treo, ngã, đây là động từ ly hợp. Các bạn có thể nói ngã một cái, xoay ỉ treo, xoay ỉ treo. Chúng ta cùng đến với từ mới số 17, động từ tiêu, rơi rụng, gần giống với động từ lụa. Thì ở từ mới, ở phần giảng từ mới trọng tâm, mình sẽ có phân biệt một chút hai từ này. Từ mới số 18, đi sảng trên đất. Sảng ban, xẻ ban, từ mới số 19, từ này chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Từ mới số 20, bảo trọng, đảm bảo. Và từ này sử dụng khá đơn giản. Cách sắp xếp gần giống tiếng Việt, ví dụ như tôi đảm bảo lần sau sẽ tuân thủ luật lệ giao thông,
Câu này hơi dài một chút, chúng ta sẽ kết hợp với từ mới 21-22. Giao thông là châu thông, vậy luật lệ giao thông sẽ là châu thông quy chứa, chính là quy tắc giao thông đấy. Và đảm bảo tuân thủ quy tắc giao thông, bảo trọng, tuân sống châu thông quy chứa. Lần sau tôi đảm bảo sẽ tuân thủ quy tắc giao thông. Xe sử của bảo trọng, tuân sống châu thông quy chứa. Đến với từ mới số 23, tạo trống gây nên, thì thường kết hợp với tân ngữ và tạo nên nghĩa là tiêu cực. Ví dụ như gây nên tai nạn giao thông sẽ là gì các bạn nhỉ? Tạo trống giao thông sự cụ. Tạo trống giao thông sự cụ. Từ mới 24, tính từ dung chỉ, có nghĩa là đông đúc chật chội. Ví dụ như trên xe rất là đông. Chưa sang hẳn dung chỉ. Từ mới 25, chủ yếu có thể kết hợp với một số danh từ. Ví dụ như chủ yếu nguyên nhân. Chủ yếu nguyên nhân có nghĩa là gì các bạn? Nguyên nhân chủ yếu. Nội dung chủ yếu là gì? Chủ yếu nội dung. Chủ yếu nội dung. Từ mới 27, chữ y. Ở phần từ mới trọng tâm mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng của từ này cho các bạn. 28, yến chỉ. Thì có nghĩa là dẫn tới, gây ra. Từ này cũng gần giống với từ trào trống, nhưng ngoài mang nghĩa tiêu cực thì nó còn mang nghĩa trung tính. Ở phần từ mới trọng tâm mình sẽ phân biệt và kèm ví dụ. Từ mới 29 chúng ta có phó từ cản khoải, thường kết hợp với động từ phía sau, có nghĩa là làm cái gì đó một cách mau chóng. Có thể kết hợp với từ mới số 30. Mau chóng phát triển là gì các bạn? Cản khoải pha trọn. Cản khoải pha trọn. Hay là mau chóng về nhà. Cản khoải khuấy chia. Cản khoải khuấy chia. Vân vân. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ vào phần từ mới trọng tâm của bài học hôm nay. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn và phân biệt cặp từ pỉ và quan. Pỉ thì thường với nghĩa là đóng, ngoài ra còn có nghĩa là ngậm nhắm. Trong khi đó quan chỉ có nghĩa là khép đóng thôi. Ví dụ như các bạn có thể nói pỉ y chư diễn, nhắm một mắt lại. Pỉ y chư diễn, nhắm một mắt lại. Chúng ta không được nói quan y chư diễn, chỉ có thể sử dụng được từ pỉ. Nhưng pỉ và quan với nghĩa là đóng, nên ví dụ chúng ta có thể nói pỉ mấn là đóng cửa, và cũng có thể nói quan mấn là đóng cửa. Tuy nhiên thì với nghĩa là đóng cửa thì chúng ta thường dùng động từ quan hơn. Đây, hay với nghĩa là ngậm nhắm, chúng ta có mẫu câu sau. Pỉ sang nì tờ chuối. Bị sang nì tờ chuối, ngậm cái miệng mày lại. Vậy bị sang chuối, và chúng ta có bị chuối, có nghĩa là ngậm miệng các bạn nhé. Đấy. Hay ngoài ra bị thì còn một cách sử dụng nữa để chỉ tính cách con người. Tha bị treo chữ bị, anh ấy khá là sống khép kín. Chữ là chữ chỉ, và bị ở đây có nghĩa là đóng khép đấy. Tha bị treo chữ bị, anh ấy khá là sống khép kín. Tiếp theo chúng ta học cách sử dụng của từ cha tỉa hoặc cha y tỉa, có nghĩa là suýt nữa, thường đứng trước động từ. Ví dụ, chín thiên của cha tỉa chứ tỏ, hôm nay tôi suýt nữa tới muộn. Vậy ở đây các bạn sẽ thấy cha tỉa đứng trước động từ chứ tỏ, có nghĩa là suýt nữa tới muộn. Vậy các bạn cùng xem ví dụ này xem nghĩa như thế nào nhé. Chín thiên của cha tỉa mấy chứ tỏ. Chín thiên của cha tỉa mấy chứ tỏ. Ở câu này chúng ta thêm phó từ phủ định mấy trước từ chứ tỏ, nhưng nghĩa vẫn dịch là hôm nay tôi suýt nữa tới muộn. Có nghĩa là hai câu này đều có nghĩa là anh ấy không tới muộn, đúng không các bạn? Vậy ở trong trường hợp nếu như cha tiễn kết hợp với những động từ mà người nói không mong muốn, không mong muốn xảy ra, thì dù là ở dạng khẳng định hay phủ định thì hai mẫu câu đều với có nghĩa là động tác đấy sẽ không xảy ra. Ví dụ như trả tiền chứ tỏ, suýt nữa tới muộn, và trả tiền mấy chứ tỏ thì đều có nghĩa là không tới muộn. Của trả tiền khẩu sang đại học, tôi suýt nữa thi đỗ đại học, và của trả tiền mấy khẩu sang đại học, hai câu này nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Ủa cha tiếng khẩu sang ta xứ có nghĩa là tôi suýt nữa thi đỗ đại học. Còn câu thứ hai, tôi suýt nữa không thi đỗ đại học. Vậy ở tình huống thứ nhất, tôi suýt nữa thi đỗ đại học có nghĩa là tôi
không thi đỗ. Và câu thứ hai, tôi suýt nữa không thi đỗ đại học, có nghĩa là tôi đã thi đỗ rồi và suýt nữa thì bị trượt. Vậy từ khảo xong tao xuế là động từ, thi đỗ đại học thì động từ này là mang tính tích cực, ai cũng mong muốn có được, đạt được. Như vậy các bạn sẽ thấy là nếu như tra tiền mà kết hợp với động từ mang tính tích cực mà người nói mong muốn, thì ở dạng khẳng định và có phủ định mấy ở phía trước động từ thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Đấy, khi sử dụng từ tra tiền các bạn cần lưu ý ở điểm này thôi, đó là khi nó kết hợp với động từ mang tính tích cực hay là tiêu cực. Tiếp theo chúng ta đến với từ pong. Pong với nghĩa là chạm, đụng phải, hoặc theo nghĩa bóng hơn có nghĩa là gặp mặt. Đây. 我妹妹被车碰了，对方没有带她去医院。 Em tôi bị xe đâm vào rồi và người ta không đưa em tôi tới bệnh viện. Ở đây các bạn sẽ thấy là bị xe đâm là 被车碰了. Thì ở đây mang nghĩa là đụng phải, chạm phải. Ngoài ra thì với nghĩa là chạm trán hoặc gặp mặt. 我不喜欢他，不想碰他。 Tôi không thích anh ấy, không muốn chạm mặt anh ấy. Đó. Thì ở đây là pong, không mang nghĩa là đụng, chạm theo nghĩa trực tiếp nữa. 别碰我的手. Đừng có đụng vào tay tôi. Thì ở đây cũng theo nghĩa đụng chạm. 别碰我的手. Tiếp theo chúng ta cùng nhau học cách sử dụng của từ chẩn. Chẩn thường đứng trước lượng từ rồi kết hợp với danh từ, dịch là cả một cái gì đó. Ví dụ như 整个事情不是你的错, toàn bộ sự việc này không phải lỗi của bạn. Thì đây các bạn sẽ lấy cụm từ 整 kết hợp với lượng từ cơ và danh từ 事情. 整个事情 có nghĩa là toàn bộ sự việc này. Đấy. Ngoài ra chúng ta cũng có thể kết hợp với một số danh từ chỉ thời gian như 整年 là cả năm, 整天 cả ngày, 整个晚上 là cả buổi tối. Một cách sử dụng thứ hai của từ trống, đó là trống kết hợp đứng sau giờ để ý là nhấn mạnh tròn hoặc đúng bao nhiêu giờ. Ví dụ, miếng thiên 3 tiếng trống sang cửa, ngày mai đúng 8 giờ vào lớp. Miếng thiên 3 tiếng trống sang cửa. Ngoài ra chúng ta có một cách diễn đạt nữa, đó là y trống chấm chấm tâu, tức là tất cả đều. Ví dụ, y trống quản tâu mấy suy. Y trống quản tâu mấy suy có nghĩa là cả đêm không ngủ được. Thì ở đây các bạn sẽ thấy y trống quản là cả đêm, tâu mấy suy không ngủ được. Ngoài ra thì trống cũng có thể lặp lại và thường đứng trước động từ rồi kết hợp với cụm số lượng phía sau, hoặc cũng có thể cộng trực tiếp với cụm số lượng phía sau. Các bạn xem ví dụ sẽ hiểu này. 我的车在路上整整堵了20分钟. Xe của tôi bị tắc đúng 20 phút ở trên đường. Các bạn sẽ thấy trống trống ở đây đứng trước động từ tủ và kết hợp với cụm số lượng là 20 phân trung. Trống trống tủ là 20 phân trung có nghĩa là tắc đúng 20 phút. Đó. Ngoài ra thì cũng có thể kết hợp trực tiếp với cụm số lượng của 我等了你整整十年了. Anh chờ em đúng 10 năm rồi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy 整整十年了 để nhấn mạnh thời gian là tròn 10 năm. Sau đây chúng ta cùng nhau phân biệt một chút cái cặp động từ tèo và lụa. Hai từ này đều có nghĩa là rơi, rụng. Tuy nhiên tèo còn có nghĩa nữa là mất. Với nghĩa là rơi, rụng thì hai từ này thường có thể thay thế được cho nhau. Tuy nhiên thì cũng có một chút khác biệt nho nhỏ. Tèo thì động tác này thường rơi rụng nhanh hơn và khá là bất ngờ. Còn lụa thì cái tư thế rơi rụng thường chậm và đẹp mắt hơn so với từ tèo. Ví dụ như chúng ta có thể nói là tiểu yển lây, rơi nước mắt. Cũng có thể nói là gì? Lụa yển lây. Hay lá đỏ rụng hết rồi. Húng yê tâu lụa là. Thì thường lá thì thường hay rụng chậm và nhìn hình ảnh thì khá đẹp mắt, nên người ta thường rất hay kết hợp với động từ lụa. Húng yê tâu lụa là lá đỏ rụng hết rồi. Còn nếu như bạn bị rơi xuống nước hay cái gì rơi xuống nước thì thường rất là mang tính bất ngờ và nhanh, nên thường sử dụng động từ tèo hơn. Sǒu jī tiào shuǐ lǐ lěo, zěnme bàn. Di động rơi xuống nước rồi, làm sao đây? Đây các bạn sẽ thấy tiào shuǐ lǐ lěo, nghĩa là rơi xuống nước rồi.
Ngoài ra thì động từ kết hợp với tèo và lơ thì có nghĩa là làm cái gì mất rồi, thì ở đây là theo nghĩa thứ hai của từ tèo, có nghĩa là mất. Ví dụ của bình xăng lì tờ bao chữ bị tha chứ tèo lơ, bánh bao trong tủ lạnh của tôi bị anh ta ăn mất rồi. Thì các bạn sẽ thấy cụm từ chứ tèo lơ có nghĩa là ăn mất rồi. Đấy. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn và phân biệt một chút cặp từ trò chống và ín chỉ. Hai từ này đều có nghĩa là gây ra. Ngoài ra thì nó thường mang tính là tiêu cực. Tuy nhiên thì đối với từ ín chỉ, ngoài nghĩa tiêu cực thì cũng mang nghĩa trung tính. Và khi mà nó mang nghĩa trung tính thì thường dịch là dẫn tới, gợi ra. Ví dụ, Tạo thành giao thông sự cố đó chủ yếu nguyên nhân có là gì các bạn? Nguyên nhân gây nên vụ tai nạn giao thông gồm những gì? Thì ở đây các bạn sẽ thấy người ta sẽ sử dụng tạo thành giao thông sự cố. Ở đây cũng có thể nói ín chỉ giao thông sự cố, nhưng thông thường với nghĩa tiêu cực thì thường sử dụng tạo thành hơn. Đây, với nghĩa tiêu cực thì cũng có thể sử dụng ín chỉ. Nả xe yuán in khứa ý ín chỉ biên mi. Nả xe yuán in khứa ý ín chỉ biên mi. Có nghĩa là những nguyên nhân nào có thể dẫn tới bị táo bón. Đấy, biên mi ở đây là táo bón các bạn nhé. Ngoài ra ín chỉ với mang nghĩa trung tính, nghĩa là dẫn tới gợi ra, thì chúng ta có ví dụ sau. Tha chỉ sư xiang ín chỉ chú ý. Tha chỉ sư xiang ín chỉ chú ý. Anh ấy chỉ là muốn gây sự chú ý thôi. Vậy ín chỉ chú ý chúng ta dịch là gì? Gây sự chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cách sử dụng của từ chư y. Chư y dịch là một trong những và luôn luôn đứng ở cuối câu. Đây, các bạn sẽ thấy ví dụ. Chưa sự chinh sự diễn tờ yuán in chư y. Đây là một trong những nguyên nhân khiến mắt bị cận thị. Thì các bạn sẽ thấy ở dưới đây, yuán in chư y chính là một trong những nguyên nhân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần ngữ pháp. Ngữ pháp hôm nay học gì? Đó là chúng ta sẽ học câu bị động ý nghĩa. Câu bị động ý nghĩa là gì? Đó là dạng câu mà chủ ngữ không phải là đối tượng thực hiện động tác mà là đối tượng chịu tác động của động tác. Và cấu trúc của nó thường như sau này: đối tượng bị tác động làm chủ ngữ, sau đó kết hợp với động từ và thành phần khác. Các bạn xem ví dụ sẽ hiểu ngay. Cách diễn đạt này ở trong Việt Nam, tiếng Việt Nam cũng có. Cho phiền xí hỏng lơ. Ảnh rửa xong rồi. Ở đây các bạn sẽ thấy cho phiền ở đây không phải là bức ảnh, không phải là đối tượng người thực hiện động tác xỉ là rửa, mà là đối tượng chịu sự ảnh hưởng của động tác xỉ. Đấy, như vậy người ta sẽ gọi là câu bị động ý nghĩa. Hiểu ra có nghĩa là bức ảnh đã được rửa xong rồi hoặc đã bị rửa xong rồi đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ nói là cho phiền xí hỏng lơ. Ngoài ra có rất là nhiều cách diễn mẫu câu khác diễn đạt là dạng câu bị động ý nghĩa như nỉ tờ hu trào trào tao lơ mà. Nỉ tờ hu trào trào tao lơ mà. Hộ chiếu của bạn tìm thấy chưa? Đấy. Như vậy là nỉ tờ hu trào là hộ chiếu của bạn là đối tượng bị chịu tác động bởi động tác trào là tìm. Hay y phủ tâu xỉ can chiêng lọc. Y phủ tâu xỉ can chiêng lọc. Quần áo đều giặt sạch sẽ rồi. Ngữ pháp thứ hai đó là lượng từ lặp lại dùng để biểu thị ý nghĩa mỗi. Thì các bạn sẽ thấy cấu trúc là lượng từ lặp lại bằng với mẩy cộng với lượng từ. Đại từ mẩy kết hợp với lượng từ. Đại ví dụ như cơ cửa thì bằng với mẩy cửa là mỗi một chiếc, mỗi một cái. Trang trang thì bằng với mẩy trang, mỗi tấm, mỗi bức, vân vân. Ví dụ, của mân ban tờ thống xứa, cơ cửa tâu hấn nủ lị. Các bạn cùng lớp tôi ai cũng đều rất chăm chỉ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy cơ cửa tâu hấn nủ lị chính là bằng với mẩy cửa tâu hấn nủ lị. Chia trang trang câu hấn học khăn. Những tấm ảnh này tấm nào cũng đều rất là đẹp. Chúng ta học một kiến thức ngữ pháp nữa thôi. Đó là cách diễn đạt của từ y nén bị y nén hoặc y thiên bị y thiên dùng để chỉ biểu thị mức độ tăng tiến theo thời gian ngày một, ngày càng.
Đây các bạn xem ví dụ này thường được dùng rất là nhiều trong khẩu ngữ. Tha y nén bị y nén pheo lẹo. Cô ấy ngày một xinh đẹp. Tha y nén bị y nén pheo lẹo. Như vậy y nén bị y nén hoặc y thiên bị y thiên thường sẽ được kết hợp với tính từ ở phía sau ngày càng một xinh đẹp. Hay lái Trung Quốc ỉ hậu của y thiên bị y thiên phẳng. Sau khi tới Trung Quốc tôi ngày một béo. Vậy kết hợp với tính từ phẳng, y thiên bị y thiên phẳng. Sau đây chúng ta cùng nhau tiếp tục học bài khóa của bài học hôm nay. Các bạn cùng đến với bài khóa thứ nhất có tiêu đề 我们的照片洗好了, có nghĩa là gì? Ảnh của chúng ta đã rửa xong rồi. Câu thứ nhất, bạn Mary, tức là bạn Mary nói 我们在长城照的照片洗好了吗? Câu này nghĩa là gì? Ảnh chúng ta chụp ở Trường Thành đã rửa xong chưa? Các bạn sẽ lưu ý cụm danh từ 在长城照的照片 thì có nghĩa là bức ảnh chụp ở Trường Thành. Tiếp tục, 洗好了, rửa xong rồi. 照的怎么样? 快让我看看. Chụp thế nào? Mau đưa tớ xem thử. 这些照片照得非常好, 张张都很漂亮. 这些照得不太好. Những bức này thì chụp rất là đẹp. 张张都很漂亮. Tấm nào cũng đẹp. 这些照得不太好. Còn những tấm này thì chụp không đẹp lắm. 这张也没照好. 人照小了一点也不清楚. 你再看看这张, 眼睛都闭上了像睡着了一样. Câu này là gì? 这张也没照好. Bức này cũng chụp không đẹp lắm. Người nhỏ quá. 一点也不清楚. Không nhìn rõ chút nào. Bạn lại nhìn thử tấm này. 眼睛都闭上了, mắt thì đều nhắm hết rồi. 像睡着了一样, giống như đang ngủ say vậy. Ở đây các bạn sẽ thấy từ này sẽ đọc là 睡着, 睡着 nghĩa là ngủ say đấy. 这张怎么样? Bức này thì thế nào? 不怎么样, 洗得不太好, 颜色深了一点. 这两张洗得最好, 像油画一样. Không ra làm sao, rửa không đẹp lắm. Màu thì hơi tối, các bạn sẽ thấy sân, yến sửa, sân lây tiện. Thì có nghĩa là màu hơi tối hoặc là màu hơi đậm nhé. Hai tấm này rửa đẹp nhất, giống như tranh sơn dầu. 像油画一样, mà chúng ta đã học cấu trúc rồi. 像什么什么一样, nghĩa là giống cái gì. 再放大两张吧, phóng to thêm hai tấm này đi. 放成多大的,放大一倍怎么样? Phóng thành bao nhiêu đây? Phóng to gấp đôi thế nào? 放成10公分的就行了. Phóng thành 10cm là được. Chúng ta cùng nhau đến với bài khóa thứ hai có tiêu đề 我的眼镜摔坏了. 我的眼镜摔坏了 có nghĩa là cái kính mắt của tôi bị ngã vỡ mất rồi. Chúng ta sẽ vào câu thứ nhất. Xiao Bái là Tiểu Bạch nói gì? Ai ya, chạy điểm trì đọ. Ôi trời ơi, suýt nữa tới muộn. Chạy điểm trì đọ thì bằng với chạy điểm mới trì đọ. Các bạn còn nhớ không? Có nghĩa là đều có nghĩa là suýt nữa tới muộn. Sì khai chơ lái tợ ma. Tiểu Hoàng nói là lái xe tới à? Sì. 一下雪就堵车,又碰上一起交通事故,我的车在路上整整堵了20分钟. Đúng rồi, cứ hễ tuyết rơi là tắc đường, lại gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Phân sang, yêu phân sang y chỉ giao thông sư cô. Vậy các bạn sẽ thấy là phân có thể kết hợp với bổ ngữ kết quả sang là gặp phải cái gì đó. Xe của tôi tắc đúng 20 phút trên đường. 你的眼镜怎么了? Kính mắt của bạn sao vậy? 别提了,今天倒霉得很,我刚出门就摔了一跤,眼睛也掉在地上摔坏了.
Câu này là gì? Pía thía lò. Thôi đừng nói nữa. Hôm nay tớ đen đủi lắm. Các bạn sẽ thấy tỏng với tớ khẩn. Thì khẩn ở đây sẽ được dùng làm phó từ để biểu thị mức độ cao. Tỏng với tớ khẩn tức là rất là đen đủi. Ủa cang chu mấn chầu xoay là treo. Có nghĩa là gì? Tôi vừa mới đi ra ngoài thì liền bị té ngã. Kính mắt cũng bị rơi xuống đất hỏng rồi. Chí tiền chúng cha lì chu lái tờ. Bạn mấy giờ đi từ nhà? Liêu tiền chiều chúng cha lì chu lái lơ. Nì khăn, khoai ba tiền lơ, trái tàu. 6 giờ là bắt đầu đi từ nhà. Bạn xem sắp 8 giờ mới tới nơi. 所以我还是愿意骑车上班. 骑车能保证时间, 还可以锻炼身体. Vì vậy mà tôi vẫn muốn đi xe đạp đi làm. Ở đây các bạn sẽ thấy cấu trúc của hái sự duyên ý chí chưa sẵn ban, thì phó từ hái sự ở đây dùng để thể hiện là thừa kết với động từ với nghĩa là đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Chí chưa nóng bảo trọng sứ chiên, đạp xe có thể đảm bảo được thời gian, hãy cứ ý toàn luyện sân thì còn có thể tập được thể dục nữa. 可是你别忘了，骑车的人太多，有的人不遵守交通规则，也是造成交通拥挤的主要原因之一。今天的事故就是一辆自行车引起的。Câu này là gì? 可是你别忘了, nhưng bạn đừng quên, 骑车的人太多, người đi xe thì quá nhiều. 有的人又不遵守交通规则, có những người lại không tuân thủ quy tắc giao thông, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên ùn tắc giao thông. Và chi tiết tại sư cổ, cái vụ tai nạn hôm nay chính là do một chiếc xe đạp gây nên. Nhiều chỉ chưa tờ rấn dễ y nén bị y nén tua. Chống sự giao thông sự ý cơ tạo vận thí. Ủa khăn dưới hảo hãy sự cản khoai pha trạng tỷ thỉa. Câu này là gì? Nhiều chỉ chưa tờ rấn tức là những người mà có xe con. Y nén bị y nén tua cũng ngày một nhiều. Chống sự giao thông sự ý cơ tạo vận thí. Giao thông của thành phố là một vấn đề lớn. Ủa khăn đây chính là ủa xiáng, tôi nghĩ. Tùy hào hái sự cản khoai pha trạm đi thị ạ, tốt nhất là hãy mau chóng phát triển tàu điện ngầm. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào phần luyện tập để củng cố kiến thức. Các bạn hãy điền bổ ngữ kết quả tích hợp vào chỗ trống. Câu thứ nhất, y phổ xỉ, chấm 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 lơ. Câu thứ hai, chùa ye chùa chấm 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 lơ, nghĩa là gì? Bài tập làm. Câu số 3, giao sự trỏ chấm chấm lơ, chìa khóa tìm. Và câu số 4, hoa phiếng xoay chấm chấm lơ, bình hoa bị ngã chấm chấm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án là gì nhá. Câu thứ nhất các bạn điền bổ ngữ kết quả là gì? Y phổ xỉ, quần áo giặt chấm chấm. Giặt thì phải giặt gì nhỉ? Xí hỏng lơ. Y phủ xí hảo lơ, quần áo giặt sạch rồi. Thông thường thì chúng ta cũng có thể điền bổ ngữ kết quả khác như oán là giặt xong, nhưng khi mà nhấn mạnh kết quả đã xong và cảm thấy hoàn thiện thì mình nên dùng từ hảo. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng bổ ngữ kết quả can chỉnh là sạch sẽ, y phủ xí can chỉnh lơ thì đều có thể chấp nhận được. Câu số 2, chùa yê chùa chấm 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 lơ, bài tập làm thì phải làm xong. Thì chúng ta sẽ điền từ gì? Chỗ quán lơ. Các bạn có thể điền được từ hảo không? Có thể nhá. Các bạn có thể nói chỗ yê chỗ hảo lơ, cũng có thể nói chỗ yê chỗ quán lơ. Nhưng ở trong trường hợp này thì nếu mà nhấn mạnh hoàn thành về số lượng thì chúng ta sẽ dùng từ quán. Câu số 3, giao sự chỏ, chìa khóa tìm. Thì phải là tìm gì nhỉ? Chỏ tàu lơ. Tuy, chỏ tàu lơ. Nếu như bạn nào đưa ra đáp án là chó thì vẫn đúng. Giao sự chỏ cháo lờ thì vẫn có nghĩa là chìa khóa tìm thấy rồi. Và câu số 4, hoa phiếm xoay. Đáp án các bạn là gì? Bình hoa bị ngã. Ngã thì làm sao?
thua lò, à, ngã vỡ mất rồi. Hoa phím xoay thua lò. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã học xong bài học số 8 trong giáo trình Hán ngữ 3. Và nếu như các bạn muốn tới trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương để học các khóa học trực tiếp tại trung tâm thì các bạn có thể tham khảo trên website tiengtrunganhduong.com. Ngoài ra cũng có thể tham khảo các khóa học trực tuyến trên trang nihao.vn. Và các bạn hãy đừng quên like và ấn nút theo dõi kênh của Tiếng Trung Ánh Dương để chúng ta có thể đón xem nhiều bài học hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Trái chiên!